Hello, xin chào các bạn tới ITV Club Channel. Thì hôm nay là ngày cuối tuần, chủ nhật, thì muốn chia sẻ bạn về trường. Thì hôm nay thì mình như thế này để chia sẻ cho mọi người về thị trường để chúng ta có cái nhìn nhận tổng thể. Và tại sao là chúng ta thấy là thị trường vẫn có những cái diễn biến gọi là rung lắc quanh cái vùng này thôi. Đó, và cũng chưa có cái gì mà gọi là mình thấy là đặc biệt là nó có thể là giảm đúng không? Và chúng ta cùng sẽ view qua thị trường một tí, mình sẽ view qua thị trường một tí trước khi có cái nhận định về thị trường, và sau đó thì mình cũng sẽ nhìn nhận tổng quan về các nhóm ngành. Và mình sẽ chia sẻ cho mọi người nên cẩn thận với cái nhóm nào và những cái nhóm nào thì chúng ta cũng có thể là canh tham gia đúng không? Và cái khi mà em thấy là thị trường nó đi sideways hoặc là đi tích lũy như nào đó thì thấy là luôn có những cái cơ hội đó, dù là chúng ta thấy là chúng ta có thể là vào những cái nhóm ngành nó tương đối là chậm, thì mình thấy là tương đối là chậm hơn so với thị trường chung, nhưng về mặt cơ hội, về mặt khác thì mình thấy là cái rủi ro của nó sẽ ít hơn so với những cái tăng nóng mà ta vào sau đó. Thì mình sẽ nhìn nhận với thị trường một tí. Rồi, ở đây thì mình sẽ view qua thị trường, thì các bạn thấy là về index, đúng không? Về index ở đây, đó, về index ở đây thì chúng ta sẽ nhìn qua một xíu luôn như này, đó là nếu mà nhìn chung thì chúng ta thấy là thị trường về cái hôm tuần vừa rồi thì gần như là đi ngang, đúng không? Thì em thấy là có TV bên cũng đã nhận định với mọi người là khi thị trường gọi chúng ta phải nhìn nhận cái đầu tiên nha, mình nói là chia sẻ cho các bạn nhìn nhận và rõ ràng nhất. Ok, thì thấy là về thị trường không, ở đây chúng ta xác nhận với nhau là không phải là uptrend, đúng không? Mà là chúng ta thấy là thị trường chúng ta đã giảm từ cái vùng 1.500 về tận cái vùng 1.150 đó, 1.160, thì ở đó thì chúng ta xác nhận là thị trường đã đi vào downtrend, thị trường vào downtrend. Cho nên khi mà giảm một cái đoạn rất sâu như này thì các bạn có thể thấy là thị trường chúng ta đã giảm đi gần như là đang tăng, không, đang tăng trở lại, thì chúng ta chỉ nhìn nhận đó là cú hồi phục nếu các bạn nhìn về Fibo, không, về Fibo thì các bạn thấy là ở đây ha, thị trường chúng ta là đang chạm vào cái ngưỡng cản ở đây thôi, không, gọi là cái ngưỡng cản ở đây, thì ở đây thì nó có khả năng là tích lũy trở lại và những cái cơ hội nhiều hơn thì các bạn thấy là nó sẽ hồi phục về trong những cái đoạn này, như mình cũng chia sẻ mọi người đó là cái vùng 1340 cho tới cái vùng 1380, không, thì các bạn thấy là nhìn theo Fibo thì các bạn thấy là gần như là index của chúng ta là vẫn chưa hồi phục xong. Mình cũng thấy như vậy mà, cũng chưa hồi phục xong. Cho nên là mình nhìn nhận với index là như vậy ha. Còn với cái nhóm ngành khác thì chút nữa thì mình sẽ quan tâm hơn. Tại vì các bạn thấy là về thị trường nó tăng, nó giảm thì cũng có những cái dòng tăng, dòng giảm. Dù bạn thấy là thị trường tăng nhưng vẫn có những cái nhóm ngành vẫn chưa điều chỉnh xong, đúng không? Và những có những cái dòng mà thị trường đi ngang mà vẫn có hấp rất 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 là hấp dẫn với những cái mã tăng rất tốt, gọi là tăng xanh và tăng trần nữa đó, đúng không? Kịch biên độ nữa đó, cho nên là có thể là chúng ta cũng có thể bị bỏ lỡ và nhìn nhận chưa đúng đối với thị trường trong những cái giai đoạn vừa rồi, đúng không? Thì chúng ta có thể là kiềm chế lại cảm xúc của mình đó, mình thấy là đối với thị trường vẫn là đang trong một cái downtrend, cho nên là chúng ta phải nhìn nhận và kiềm chế cảm xúc để chúng ta có cơ hội nhiều hơn. Đó, có thể là chúng ta đi vào sau nhưng cái rủi ro của chúng ta phải cân như là cẩn trọng đó. Có thể là bạn thấy là ai đã lỗ thì cũng đã lỗ, ai lời thì cũng lời, ai hên thì cũng bắt trúng ngành, ai nhanh nhạy thì cũng kiếm lời được, đúng không? Thị trường nó luôn là như vậy đó. Rồi, ok ha, đây là chúng ta nhìn nhận với nhau đó là thị trường downtrend và xu hướng chúng ta chính là downtrend và gọi là hồi phục trong một cái xu hướng downtrend. Đó, cho nên là các bạn chưa có kỳ vọng gì hết nha. Đó, đây là mình thêm nhìn theo Fibo. Thì như vậy thì mình thấy là về index trong ngắn hạn thì cũng như là mình nhìn nhận với mọi người đúng không? Thì khả năng thị trường sẽ đi ngang. Đó, bạn thấy không? Tích lũy đi ngang. Đó, dù là mình thấy là có những cái phiên rũ mất 1.280 luôn nhưng sau đó nó cũng sẽ hồi phục. Đó, cho nên là mình thấy là trong ngắn hạn của index ở đây thì mình thấy là nó vẫn đi ngang thôi. Chúng ta nhìn nhận nó vẫn đi ngang. Và có những cái cú rũ, cú quét, các bạn thấy không? Tại vì chúng ta thấy là ở đây nó có một cú này, bạn thấy cái nến ở đây không?
Đó, ở đây nó đóng nến là thấp nhất là 1280, nhưng cái nến sau nó quét tiếp tục nhưng mà nó vẫn hồi phục đóng nến trên được cái vùng 1280, thì chứng tỏ thằng thấy là ở đây nó chưa có xác nhận chúng ta là tiếp tục giảm một cái đà giảm này, đúng không? Đó, như vậy cái cơ hội mình thấy là vẫn đi ngang, không đi ngang, và cái tuần sau hiện tại là nó đi ngang tiếp tục trong cái phiên đầu tuần, thì mình thấy là vẫn tiếp tục là đi ngang trong cái phiên đầu tuần, và sắp tới mình thấy là có một cái mây rất là to, rất là dày ở đây, cho nên là mình thấy là cái cơ hội của index của chúng ta là gì? Đi ngang thêm khoảng mình thấy đi ngang thêm khoảng thêm 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? 5, 5 phiên nè. Cái thôi, 5 nến có nghĩa là trong cái đầu tuần nó đi ngang, và cái cơ hội của nó là khi mà vượt mình thấy cơ hội thôi. Chỉ cần đóng phiên nằm trên cái vùng 1290 đầu tuần thôi, đi ngang cỡ nào mình không biết, nhưng nó chỉ cần đóng trên 1290 thì cái cơ hội xác suất thành công của nó sẽ vượt qua 1.300. Đó thì mình hãy thấy vượt qua 1.300 thì mình thấy là cái cơ hội nó sẽ tiếp tục đi lên. Đó, đây nó cũng sẽ là một cái bệ phóng, một cái mây to, một cái mây to đây thì nó là một cái bệ phóng như vậy, nó sẽ bệ phóng này lên. Chỉ cần đi ngang qua cái mây này, bám vào cái mây được đi lên thì nó sẽ là cái cơ hội ha. Đó, còn mà tiếp tục đi ngang mà thấy là mây nó bắt đầu teo tớt lại thì thấy là cái nguy cơ nó nằm ở đây. Cái nguy cơ nó nằm tận tới những cái vùng mây này thì nó rơi vào cuối tuần, đúng không? Thì ít nhất mình thấy là đi tới đây thì nó phải đi rơi vào tầm giữa tuần tới cuối tuần, thì một tuần mình thấy nó có 5 phiên mà 5 phiên giao dịch thôi, cho nên là mình thấy là nó rơi vào cái mây mỏng này, nó sẽ rơi vào ở cái cuối tuần, giữa tuần là tầm thứ tư thứ năm thì ta sẽ thấy rõ ràng nhất. Còn nếu mà anh thấy là về đầu trong những cái phiên đầu tuần mà đi ngang mà nó cần vượt qua 1.300 thì thấy là cơ hội nó cao. Đó là nhận định với index. Còn đằng này thì thấy là chưa có cái gì mà nói lên là ta nó sẽ điều chỉnh về đây, đúng không? Đó, tại vì chúng ta cũng đã nhìn nhận là những cái vùng kháng cự cực kỳ quan trọng, đó là cái vùng mà 1.340 cho tới cái vùng 1.390 luôn các bạn, 1.380 thôi. Mình chỉ cần tới cái vùng này thôi. Như đây là mình cũng nhìn nhận cho các bạn từ rất sớm, từ những cái vùng trước đúng không? Đó, cho nên là các bạn thấy là ở cái vùng 1.400 này, thì khi mà các bạn thấy là ở cái vùng 1.300 này các bạn thấy mua không hấp dẫn đúng không? Nhưng mà nó sụt xuống thì ở những cái đoạn mà sụt này nè thì các bạn có thể canh nhặt dần thì nó sẽ hiệu quả hơn so với chúng ta mua chính xác. Mình thấy là ở đoạn này thị trường nó downtrend, nó sẽ không, nó sẽ có những biến động rất 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 là khó lường, cho nên là các bạn thấy chỉ cần chúng ta gọi là canh nhặt và giữ tỷ trọng an toàn thì các bạn cái tâm lý của bạn sẽ nó rất là vững hơn so với các bạn full tỷ trọng và cá cược với thị trường để mà gần như phải gọi là mong gỡ gạc lại những gì đã mất trong cái giai đoạn vừa rồi, đúng không? Thì bạn cũng không như vậy được, đúng không? Thì thị trường nào cũng vậy thôi, dù tăng hay giảm thì các bạn cũng phải giữ cho cái tỷ trọng chúng ta an toàn và gọi là đi đường dài, đường gọi là tốt thị trường để chúng ta có thể chiến thắng thị trường. Vì chúng ta biết là các bạn thấy là về thị trường này, mình nói cái đó là những cái ngắn hạn thôi, còn những cái về mặt dài hạn hơn thì chúng ta thấy rất rõ ở đây, rất rõ là bạn thấy là nếu mà xét về mình, các bạn nhận dùng dùng cái công cụ gì mình không biết là các bạn sẽ xác định như thế nào về downtrend hay uptrend, đúng không? Thì các bạn phải xác định theo cái điều đó. Nhưng đối với mình nhìn về cái mặt dài hạn theo cái phương pháp Ichimoku này thì chúng ta thấy là gì? Là cái phương pháp này cũng nói lên chúng ta là gì? Là cái giá này, phải không? Những cái nến và giá này so với mây này, các bạn thấy là nó vẫn nằm trên cái vùng mây, trên những cái vùng mây thì xác định với cho chúng ta là gì? Xác định chúng ta là thị trường vẫn đang trong một quá trình uptrend, đúng không? Trong một quá trình uptrend này thì chúng ta thấy là nó chỉ là một cái điều chỉnh trong ngắn hạn thôi, nó gọi là điều chỉnh và cân cân bằng trở lại. Thì các bạn thấy là thị trường chúng ta đã tăng rất nóng từ ở những cái giai đoạn Covid, đúng không? Những giai đoạn Covid các bạn thấy không? Thì như các bạn thấy là về đây cái mặt nó rất lớn, rất dài thì chúng ta thấy là rất rõ, là bạn thấy không? Cái đường khoảng cách của TK và Kijun nó càng cách xa này thì chúng ta đã nói lên chúng ta là cái khoảng thì thị trường nó rất dễ bị điều chỉnh đó. Thì mình cũng đã nhìn nhận mọi người từ rất sớm rồi, ở cái đoạn này nó rất dễ bị điều chỉnh và khả năng thì nó phải cần tích lũy đó. Cái mây to nằm ở đây, cái khoảng thời gian tích lũy này để các bạn đủ hiệu quả để chờ, để cho nó có một cái cú phóng lên và nó vẫn đi trong một uptrend, đúng không? Thì như trước đó rất lâu thì mình cũng đã nhận định với mọi người là thị trường chúng ta đi trong cái mô hình cốc và tay cầm này các bạn, và thành một cốc và tay cầm này, đúng không? Đây là cái cốc này,
một cái ly á, một cái tách á, một cái tách nè, một cái tách nha mày, đúng không? Đó, giờ tới giờ thì khi thị trường tăng thì mọi giảm rồi, mọi người không còn nói tới những cái đoạn này, không còn nói đến những cái này nữa, đúng không? Mình thấy nè, đó. Đó, và cái tách và tay cầm ở đây nè, đúng không? Đó mày, đó thì sau đây cái tách nè, đó một cái tay cầm nằm đây đúng không? Đây là cái miệng này, cái miệng của cái tách này. Đó là chính là cái vùng 1/2 đó các bạn. Đó. Đúng không? Đó thì mình thấy là trong những cái vừa rồi nó quét lại nó là chuyện bình thường. Cái tách nó đi 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 qua rồi nó quét lại, nó quét là cái miệng này là bình thường thôi mày. Thì mình thấy là giai đoạn là tích lũy hay không, và nhìn theo nếu mình nhìn về cái đồ thị này thì mình thấy là vẫn có khả năng, đúng không? Nó test về những cái vẫn có khả năng là những cái hỗ trợ mà chúng ta thấy rất xa của index ở đây đó, ở cái vùng 950, 930 này mày đó, 950 cho tới cái vùng 1.101, nó đây chính xác là cái vùng giá 1.090, 1.092 này, cái màu vàng này mày thấy không? Cái màu vàng này tương ứng với là cái chỉ số màu vàng đó, hay màu cam nó sẽ tương ứng cái màu cam này đó. Thì các bạn thấy là đây nó có hiển thị hết những cái vai trò của những cái đường và những cái giá mà chúng ta thấy đây, nó thể hiện cái màu. Thì mình để chia sẻ để cho các bạn nhìn luôn, để chúng ta sẽ dễ hiểu được, và những khi mà chúng ta có cùng nhìn về cái góc nhìn thì chúng ta sẽ nói chuyện, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn, không cùng một câu chuyện rồi đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy là về index về mặt ngắn hạn thì mình thấy là nó vẫn chưa hồi phục xong trong quá trình này đó, còn mình sẽ chờ cho nó hồi phục xong rồi chúng ta sẽ tính tiếp, đúng không? Đó, sẽ tính tiếp. Và thấy là các bạn phân tích theo cái kiểu gì cũng vậy thôi, Fibo hoặc là gì đó thì nó thị trường chúng ta cũng sẽ phải cần có những cái đoạn hồi phục lên. Ở còn cái đoạn này thì chúng ta thấy là về Fibo và thấy là từ đỉnh đây điều chỉnh về sâu nhất ở đây, đúng không? Thì nó về đây đó. Còn các bạn chỉnh về đây thì chúng ta thấy là nó cũng đã chỉnh xong hay chưa, thì chúng ta thấy là ở đây đúng không, giảm nè, nó một cú hồi nè đó. Thì các bạn thấy là ở đây thì nó cũng có những cái cú quét về đây đúng không? Nếu mình nhìn về những cái móc cản thì bạn thấy là nó cũng sẽ chỉnh nè, chỉnh là nó hồi nè, rồi sau chỉnh tiếp một cái nhịp nè đó. Thì trong cái Fibo bạn thấy là nó cũng đã chỉnh về đây nè, đúng không? Nó nhìn nhiều khi bạn không thấy, mình thấy nó màu quá, nhiều khi là rối. Những cái gì phân tích thì nó càng đơn giản, càng tối giản thì chúng ta sẽ dễ nhìn, dễ nhìn và dễ hiểu đó. Thì mình cũng muốn trình bày để sao cho các bạn dễ hiểu nhất. Thì thấy là nó đã quét về những cái vùng này, đúng không? Ở những cái vùng như 1.200 mà thấy là tính theo Fibo thì nó cũng chỉnh từ cái đỉnh mà chỉnh là xong hồi một nhịp hồi rồi cái nhịp tăng đó, về đây đó, theo Fibo thì nó cũng sẽ hồi về đây đó, thì cũng đã chỉnh rồi, thì cơ hội thì nó cũng sẽ hồi về được những cái đoạn phía trên, đúng không? Còn ở đây thì chúng ta chưa thấy được cái gì hết. Ok, thì đó là theo Fibo các bạn. Nếu mà bạn nào dùng Fibo thừa giỏi thì mình có thể là comment lại dưới cái clip này với mình, đúng không? Thì chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn và có những cái mà chúng ta có thể là trao đổi với nhau, đúng không? Vì các bạn thấy là về phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể sử dụng một cái môn môn nào đó thì bạn chuyên sâu thì sẽ vẫn giỏi hơn là bình đó, còn là bình ha. Thì mình chỉ nhìn những cái phương diện khác để chia sẻ cho mọi người thôi, còn mình vẫn thuần là thuần vị chi thôi, đúng không? Rồi, đó là về index ha. Rồi, còn mà để cho các bạn và các anh chị thấy được là về thị trường nếu mà hồi phục đó thì mình vẫn thấy là các nhóm cổ phiếu mà thị trường, anh thấy không, đây là một cái hồi phục một đoạn rồi, nhưng mà những cái nhóm ngành như mình thấy là cái nhóm ngành ngân hàng, tại sao các bạn thấy là ô thằng Bình này nó vẫn thích ngân hàng không? Không, thật ra không không thích đâu bạn, mình không thích, chủ yếu là mình kiếm được tiền hay không thôi. Mình chia sẻ cho các bạn nhìn nhận của bạn và thị trường thì thấy là nhóm ngân hàng nó đi chung với thị trường này, chỉnh thì bạn thấy chỉnh thì ngân hàng cũng chỉnh và hồi thị trường cũng hồi. Như vậy thì thấy là những cái hiệu quả của ngân hàng đoạn này thì nó không đi khác biệt so với thị trường, đúng không? Thấy là khi thị trường giảm thì đi ngang thì nhóm ngân hàng cũng đi ngang. Như vậy thì bạn thấy là hiệu quả của nhóm ngân hàng bây giờ nó đi rất chung, rất giống với cái nhóm ngành của thị trường, và cái nhóm ngành mà như thép nữa, đúng không? Mà thép nữa thì các bạn thấy là thị trường hồi thì nhóm thép hồi cũng chẳng được bao nhiêu, và nó thị trường đi ngang thì nhóm thép nó càng lại càng càng cắm đầu đi xuống nữa đó. Thì như vậy thì các bạn thấy là cái cơ hội nằm ở đâu?
đối với nhóm ngành này. Đó, thì thực chất ra thì ai cũng vậy thôi bạn. Thì các bạn nếu mà chúng ta nhìn khách quan nhất thì chúng ta thấy là cái cơ hội vào sâu đối với cái nhóm ngành này thì mình thấy là cái cơ hội chúng ta là có chứ không phải là không có. Đó, chủ yếu là chúng ta chỉ thấy là nó không tăng giá nhiều và chúng ta mong gỡ gạc nhiều quá thì chúng ta thấy cái làm cho chúng ta không thấy được cái tích cực của cái nhóm ngành này mà chúng ta chỉ thấy tiêu cực thôi. Vì chúng ta thấy là gì, khi thị trường tăng mà cái nhóm này nó cứ đi xuống thôi, đúng không, nhóm này nó cứ cắm đầu đi xuống thôi, chả có cái gì hấp dẫn cả. Rồi cái nhóm dòng chứng khoán nữa thì bạn thấy là cái dòng chứng khoán thì cái dòng này nó cũng giống như cái thị trường thôi, thì thấy là nó cũng tạo đáy chung với thị trường nhưng mà về hiệu suất và tăng giá thì nó cũng không bằng, đúng không, không bằng so với những cái nhóm ngành như dầu khí, đúng không. Dầu khí này bạn thấy là nó tăng những cái lãi suất hiệu quả rất là tốt, vì chúng ta thấy là gì đó, thì bạn thấy là gì là thị trường mà chỉ gọi là mới hồi thôi, chỉ được chưa được tốt lắm, nhưng mà đối với các cổ phiếu gáp này hoặc là Bình Sơn thì nó đã gần như là về cái vùng đỉnh luôn, đúng không, gần như là về cái vùng đỉnh luôn. Thì chúng bạn thấy là đối với những ai nắm với những cổ phiếu mà hoặc bắt đáy với những cổ phiếu này thì gần như là rất tốt, rất là tích cực, đúng không, như BVS nè. BVS thì đoạn này thì mình lại thấy là những cái điểm lo nhiều hơn, đúng không, chứ không phải là những cái tích cực hấp dẫn đó. Thì các bạn thấy không, nếu mà bạn nào xem mình thường xuyên thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người bắt đáy đối với những cái cổ phiếu BVD, BVS, BVC đó, ở trong những cái đoạn nằm phía dưới đó, trong những cái đoạn nằm phía dưới, đúng không, những cái đoạn mà nó điều chỉnh sâu như này đó, tại sao chúng ta không bắt mà chúng ta lên đây chúng ta thấy mới thấy bắt, đúng không đó. Thì các bạn cũng cần lưu ý ha. Và có những cái nhóm ngành mà mình thấy mình lại lo lắng thì nó lại càng tăng các bạn, đó là cái dòng phân bón, đúng không. Tại mình thì mình thấy được những cái điều lo lắng ở trong cái ngành này thì mình lại càng lo đó, cho nên là mình nhìn nhận sai trong cái đoạn hồi phục này đó. Thật ra nếu mà nhìn kỹ thuật thì bạn thấy là rất thuần kỹ thuật, nó về ở đây đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ nó cũng về những cái hỗ trợ này nó bật lên, đúng không, thấy rất rõ không. Thì bắt thì cũng vẫn là ok thôi, nhưng mà trong lúc thị trường điều chỉnh thì có quá nhiều cái nhóm ngành đi, đúng không các bạn, có quá nhiều nhóm ngành đi đó, cho nên là mình lại ít để ý tới cái nhóm này. Vì sao thì chút nữa mình cũng chia sẻ cho các bạn về vì sao về cái nhóm này đó. Tại vì mình chỉ nhìn ở những cái đoạn phía trên mà lại mình càng lo lắng, mà càng lo lắng thì các bạn thấy là nó lại tính ra nó lại mạnh so với thị trường chung đó. Còn đối với cái nhóm vận tải này thì sao đó, bạn thấy là nếu mà vận tải mà dầu khí tăng như vậy, nếu mà nhìn xét về những cái cơ bản thôi thì mình không biết là tại sao nó tăng đó. Nó tăng và nó rất là nóng như này đó, thì các bạn thấy là báo cáo tài chính thì có thể là đang trong những cái giai đoạn này thì những cái cổ phiếu này đang rất là hot đó. Nhưng mà các bạn xét theo một cái cơ bản thôi, đơn giản thôi, là mình thấy là gì, là khi mà bạn thấy là giá dầu khí tăng, giá xăng dầu tăng, tại sao vận tải này lại tích cực các bạn, đúng không. Mình thấy là về cái đầu vào thì nếu mà giá cước về những cái giá dầu tăng thì làm sao cái nhóm vận tải này lại tích cực được đó, thì các bạn cũng phải đặt câu hỏi và chúng ta cũng phải càng lo lắng hơn đó. Thì đầu tiên thì tại sao mà lúc mà thị trường chỉnh thì bạn thấy là những cái dòng phân bón này thì mình lại lo lắng, đúng không. Thì thật ra là chính ra là do những cái phân kỳ này nè bạn, thì mình lại lo đây nè, đúng không. Bạn thấy là đây là những cái phân kỳ tháng của nó, thì bây giờ chúng ta thấy là chưa gì, tại vì chúng ta thấy là bây giờ thị trường nó hồi lên thì ok, thì những cổ phiếu này nó hồi rất là nhanh rồi, thì mình không không có vì ai kiếm được lợi nhuận thì chúng ta cũng không có tranh luận về cái việc mà kiếm được hay không, đúng không. Nhưng mà chúng ta thấy là cái sự độ an toàn của nó không còn cao, không còn cao, và cái độ hấp dẫn của nó, nhưng mà cái độ nó chiết khấu về đây thì các bạn thấy gần như là cũng hấp dẫn nè, cũng hấp dẫn, đúng không. Nhưng mà tới bây giờ thì mình lại hay lo nhiều hơn đó, thì các bạn cẩn thận là nhiều hơn, thì mình cũng muốn chia sẻ thôi, đúng không. Thì nói chung là các bạn thấy là càng lo, đúng không, mình nói câu càng lo thì càng nguy hiểm. Thì bạn thấy là ở đây nó cũng có những cái sự vượt đỉnh nè, đúng không, đây là tăng nè, vượt đỉnh nè, đúng không. Thì bạn thấy là ở đây nó lại có những cái sự phân kỳ ở đây nè đó, sự phân kỳ đó, đây cũng có một đỉnh nè, mà nó cũng có những gần như nó cũng có xác nhận được phân kỳ rồi các bạn,
đây là có xác nhận phân kỳ. Còn ở đây nha, nếu mà quay lên vượt đỉnh, không, quay lên vượt đỉnh hoặc bằng những cái đỉnh này của cái dòng đạo Phú Mỹ là 77 nè, đúng không, mình nói luôn, thì bạn thấy là nếu mà bằng, không, nếu mà bằng, không, nếu mà bằng đỉnh hoặc vượt đỉnh thì bạn thấy là chúng ta cần xét coi nó có phân kỳ mạnh hay không. Đây mà thêm phân kỳ một đoạn nữa thì khả năng thì cái rủi ro của cái nhóm ngành này rất lớn, thì các bạn cần lưu ý, đúng không, các bạn và các anh chị cần lưu ý rất nhiều đối với cái nhóm ngành này. Thì đây thì mình chia sẻ thì các bạn cần có góc nhìn thôi, mình muốn chia sẻ để cho các anh chị và các bạn có góc nhìn để chúng ta cẩn thận hơn, chứ không phải là những cái điểm bây giờ người ta mua, thì những cái điểm mua thì bạn thấy là bây giờ đã qua rồi đó. Thì nói chung là những ai mua ở đoạn này và có thể là mua sâu ở đoạn này thì tới bây giờ thì nhìn ra thì chúng ta thấy là quá hấp dẫn rồi, đúng không? Gần như các bạn và các anh chị cũng đã ăn được rất là đoạn bắt đáy này. Đoạn này nếu mà tính từ tới hiện tại thì nó cũng đã tăng được khoảng hơn 30%. Mình không có tính từ đáy nha, mình tính từ giữa giữa thôi, hoặc là giữa giữa ở đây. Thì bạn thấy là trong thị trường downtrend mà các bạn vẫn kiếm được khoảng 15-20%, như vậy là quá hấp dẫn rồi, đúng không? Và cái cơ hội đó thì nó vẫn chưa có dấu hiệu gì mà nói là mình vẫn chưa thấy là dấu hiệu gì nó giảm hết. Nhưng mà khi mà các cổ phiếu này nó về những cái vùng đỉnh này nè thì các bạn cần lưu ý hơn, mà chúng ta cũng có thể là chốt lãi. Còn mà nó mất thì chúng ta có thể chặn lãi khi nó mất qua những cái hỗ trợ này, đúng không? Còn cái cơ hội thì mình thấy là những người vào sâu thì nó rủi ro cao đó, cho nên là mình cũng lưu ý thôi, các bạn có thể là nhìn nhận cái góc khác. Còn cái góc nhìn về những cái đồ thị và nhìn về phân tích kỹ thuật này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao như vậy. Đó là những cái lý do mà như các bạn thấy là như các dòng thủy sản này đây đó, thì chính những cái điều lo này thì làm cho mình mất đi cái cơ hội mà ăn những cái cú hồi phục. Bạn thấy không, đây là những cái dấu hiệu phân kỳ rất mạnh của Vĩnh Hoàng. Bạn thấy là dù nếu mà có vượt đỉnh bây giờ thì tiếp tục thì chúng ta thấy là nó vẫn chưa có phá được những cái phân kỳ này, đúng không, gọi là chưa, và phân kỳ nó vẫn có phá đâu, nhưng mà vẫn chưa có thể nào nói lên cho các bạn là tích cực được. Còn các bạn nào mua sâu thì thấy là cái độ hưng phấn nó rất cao ở đây, bạn thấy là ở đây về thanh khoản của nó rất lớn, thì bạn thấy là cái cơ hội để cho các bạn vào sâu những cái cổ phiếu này thì gần như là rủi ro, đúng không, rất rủi ro đó. Cho nên là mình cũng không có thấy cái nguy cơ ở đây, thì khả năng thì mình lại đu đỉnh nữa thì rất là mệt ha. Cho nên là mình vẫn lựa chọn những cổ phiếu nó điều chỉnh đó. Tại sao cũng có những anh chị và đặt câu hỏi cho mình là tại sao em lại chọn những cổ phiếu nó kênh dưới đó, thì mình thấy là những cái cổ phiếu đó kênh dưới thật sự thật, đúng không, nhưng mà các cổ phiếu đó nó lại rất là an toàn. Mình thấy là rất là an toàn, chủ yếu là chúng ta phân bổ cái dòng tiền sao cho hợp lý thôi. Còn những cái cổ phiếu này thì mình chỉ tập trung vào những cái giao dịch T cộng thôi đó. Còn các anh chị nào mua được những cái vùng giá dưới này cũng rất hấp dẫn rồi đó. Còn những cái đoạn sau này thì mình sẽ thấy nó rủi ro cao, cho nên là đó là những cái dòng mà thấy dòng phân, dòng thủy sản, rồi dòng cảng biển nữa. Thì mình tại sao mà mình chia sẻ cho các bạn này những cái dòng cảng biển này, đúng không, thì các bạn thấy là nó cũng có những cái phân kỳ thế này đó. Nếu vượt đỉnh như này bạn thấy là nó cũng chưa có vượt hẳn qua những cái phân kỳ như thế này nữa, thì các bạn cũng cần lưu ý và chúng ta cần bình tâm và để nhìn nhận ha. Còn mà nếu anh ta thấy là những cái mà nó có tín hiệu đảo chiều thì các bạn cũng có thể là căng chốt lời. Thì có những người đầu tư dài hạn thì các bạn và các anh chị cũng nên cần có nhìn nhận để chúng ta bắt đầu chốt lời rồi, đúng không đó. Thì chúng ta thấy là nhìn đối với cổ phiếu HAH tăng cái cây, mà thấy nếu mà nhìn xét về những cái đồ thị này thì các bạn các chị có nhìn nhận gì hay không đó. Về những cái đồ thị dài hạn này thì chúng ta thấy là sau một quá trình tích lũy rất dài, thấy tích lũy rất dài thì đó, đây là một cái quá trình tích lũy rất dài của HAH, và thấy là trong những cái năm trước nó không có tăng được các bạn, cho tới những cái năm 2021 nó bật tăng mà vượt qua những cái vùng cản và vượt qua, và thấy là ở đó là một cái nơi bắt đầu. Và tới tận bây giờ anh thấy là đã tăng rất tốt đó, và tăng rất là dựng đứng luôn, và gọi là ở đây mà thấy là tăng rất nóng, đúng không, nó tăng rất nóng đó. Về như xét về những cái RSI thấy là nằm ở trên 90 mấy luôn này, cho nên là các bạn có lưu ý hay không và có phân kỳ hay không đó. Ở đây là cái đỉnh thứ nhất, đây là vùng đỉnh thứ nhất, đúng không, mà nếu ở đây có những cái nến tháng này, thấy những cái nến tháng này tạo ra những cái nến mà nó doji, bây giờ
chưa kết thúc tháng mình cũng chưa có khẳng định được gì hết. Nhưng mà mình thấy là với ở đây thì các bạn cần lưu ý hơn với những cái nhóm này, đúng không? Đó, đây ha, nếu mà không vượt qua đây thì thấy là gần như nó có những cái phân kỳ xác định cho chúng ta là có những cái nguy cơ, nó thấy là phân kỳ rất mạnh nha bạn, cực kỳ mạnh đó, cho nên là các bạn cần lưu ý ha. Thì nói chung là đây là chưa có xác định, chưa có xác nhận phân kỳ, cho nên là mình cũng chưa có kết luận về gì đối với cái mặt dài hạn của HAH này đó. Thì mình chỉ thấy là như vậy thôi, còn cái rủi ro cho các bạn vào sau nó sẽ rất là rủi ro, và các bạn mà vào sau mà không xử lý kịp thì các bạn có thể là bị đu đỉnh và khả năng các bạn về bờ rất là lâu, và nó sẽ chỉnh rất nhanh và rất sâu như vậy đó. Đó là những cái cảnh báo của mình thôi đó, còn cảnh báo của mình thôi, còn cái cơ hội thì mình chỉ nhìn nhìn nhận với các bạn là những cái dòng kia thôi đó, những cái dòng như các cổ phiếu mà cổ phiếu vua này, cổ phiếu vua là cái cổ phiếu ngân hàng đó, các cổ phiếu thép đó, rồi những cái cổ phiếu dòng chứng khoán. Nói chung là dòng chứng khoán này thì mình thấy là nó là mang tính chất thị trường chung đó. Và cái cơ hội bây giờ thì đối với dòng chứng khoán thì mình thấy nó nếu mà nó gọi là cổ phiếu thị trường thôi, bây giờ nó mang tính chất cổ phiếu thị trường rồi, cho nên là nếu thị trường hồi thì nó sẽ hồi, còn thị trường giảm thì nó sẽ giảm đó, mình thấy là vậy. Chứ còn mà để đột biến hơn thì những cái đột biến của dòng chứng khoán nó cũng không nhiều nữa rồi, tại vì các bạn thấy là về cái thanh khoản của thị trường bây giờ nó rất thấp, đúng không? Bây giờ nó rất thấp, nó rất thấp, là cho nên là cái cơ hội của cái đối với mà người ta gọi là kỳ vọng, mà là kỳ vọng về tương lai, và hay là chứng khoán là một cái sự kỳ vọng về tương lai, là các dòng chứng khoán nó sẽ không được như ở những cái năm này, gọi là nó không gọi là như cái năm này, bạn thấy không? Là thanh khoản, nếu mà nhìn xa ra thì cái thanh khoản của thị trường ở những cái năm này nó rất thấp, cho nên là tại sao mà trong những cái năm Covid này thì mình đã chia sẻ cho các bạn mua vào những cái dòng cổ phiếu, dòng chứng khoán, đúng không? Và lên tới đây thì mình thấy là các bạn thấy là dòng chứng khoán nó không còn hấp dẫn nữa đó, thì các bạn mà vào sau thì mình cũng cảnh báo bạn dòng chứng khoán, đúng không? Đúng đúng chưa các bạn? Nếu các bạn nào xem mình thì mình cũng đã chia sẻ mọi người, còn bây giờ thì đối với dòng chứng khoán thì nó sẽ không còn hấp dẫn như ở năm này nữa rồi, nhưng mà nó sẽ đi ngang thôi, nó cũng không còn gọi là chỉnh quá nhiều nữa. Nhưng mà khi thị trường hồi thì những dòng chứng khoán cũng sẽ có những cái cơ hội hồi, tại vì chúng ta thấy là dòng chứng khoán là cái dòng mà chỉnh khá là sâu đó. Thì mình thấy là ở đoạn này thì khi mà Covid xảy ra, thấy là đây là Covid nè, không lần đầu tiên thì thị trường giảm rất là sâu, và thấy là cái thanh khoản của thị trường nó một ngày nó không có bao nhiêu hết, nó 5-6-7 ngàn thôi, nhưng trong cái đoạn này thì bạn thấy là thanh khoản của thị trường nó tăng lên 10 mấy ngàn tỷ, và có thể là tăng lên 20 mấy ngàn tỷ ở cái đoạn này đó. Cho nên là đối với bây giờ thì mình thấy là với mình vẫn thấy là những cái cổ phiếu mà nó vẫn tích cực và hấp dẫn đó là cái cổ phiếu ngân hàng. Thì đây mình muốn chia sẻ cho các bạn vài cổ phiếu ngân hàng ha, đúng không? Thì cổ phiếu ngân hàng đang tích lũy và có cơ hội nó cũng sẽ lên được những cái vùng này, và dù là chúng ta ăn ít nhưng nó gọi là no dai, và mình thì nắm chắc cú các bạn, ăn ít no dai đó. Thì có những cái cổ phiếu ngân hàng như tích cực như là MBB, bạn thấy là MBB là một cổ phiếu gọi là nó điều chỉnh ít hơn so với cái dòng ngân hàng chung, đúng không? Đó, bạn thấy là những cái cổ phiếu kia điều chỉnh rất là sâu, nhưng đối với cái cổ phiếu MBB này bạn thấy là điều chỉnh nó chỉ có khoảng tầm 30% thôi, đúng không? Bạn thấy là những cổ phiếu khác điều chỉnh 50-60% luôn, những như cổ phiếu MBB này bạn thấy là nó chỉ có chỉnh 30%. Ok, thì như vậy thì đối với mình thấy là cái đối với MBB thì cái cơ hội của nó tích lũy thêm vài phiên này là đang cầm cái râu nến rất là sâu, thì những cái hỗ trợ nó nằm dưới đây nè, 26 nè đó, và những cái cơ hội của nó thì nó vẫn có thể lên được cái vùng 29-30 đó. Và đoạn này thì mình vẫn kỳ vọng nó có thể lên được và có thể xa hơn là cái vùng 31 đó, vùng 31 đúng không? Mình không kỳ vọng nó về lên đỉnh đó bạn, nhưng mà nó về 31 thôi, là những cái vùng kháng cự lần trước rồi đó. Thì mình thấy là những cái nhất lúc mà điều chỉnh này thì các bạn có thể nhặt vào những cái cổ phiếu như MBB, đúng không? Đó, mình thấy là điểm nhặt đó là những cái phiên mà như bạn thấy là trong những cái đoạn rung lắc vừa rồi là cái cơ hội cho các bạn nhặt. À, thì gần như ở đây nó cũng là một cái hỗ trợ cho MBB ở cái đoạn này, đúng không? Anh thấy là trong tuần nó có những cái cú quét rất sâu. Ok, đó là về MBB, đúng không? Thì như các bạn thấy là MBB thì mình thấy là về xét về mặt dài thì nó cũng chỉ tích lũy nha mày. Không, ở đây là cũng chỉ tích lũy.
cũng mang tính chất tích lũy thôi và hỗ trợ nó xa. Còn về lâu về dài thì nó có chỉnh về ở những cái vùng 21 này không, đó là cái, đó là một cái đường dài của nó. Còn những cái đoạn này mình chưa thấy nó có thể điều chỉnh sâu hơn mà nó chỉ tích lũy mà thôi. Còn mà nó lên lại những cái vùng này thì cơ hội cho các bạn chốt lời ngắn hạn. Thì trong đoạn này thì mình thấy thị trường vẫn có nguy cơ về mặt dài hạn của nó. Đó. Như này mình có chia sẻ cho các bạn thấy là nó có thể chỉnh về sâu ở, về những cái hỗ trợ sâu quá về như 930 hoặc 1090 đó, thì đó nó không về mặt dài hay không mình chưa biết, nhưng mà về ở mặt ngắn hạn thì nó phải cần có những cái phiên hồi phục cái đã rồi sẽ tính những cái việc đó sau, đó là những cái tháng sau, những cái tháng tiếp. Còn đoạn này thì mình thấy là cái cơ hội hồi phục của index là vẫn có, thì chút nữa mình sẽ chia sẻ lại cho bạn là thời gian bao lâu mình chia sẻ cho bạn về một những cổ phiếu ngân hàng hoặc là VPBank. Thì mà thấy VPBank cũng đang tích lũy thôi đúng không, cũng chưa có cái dấu hiệu gì là tích cực hết, nhưng mà đối với VPBank thì chúng ta cần quan sát thêm đó, thì các bạn canh mua thôi bạn. Đoạn này thì bạn có thể canh mua thôi, mình thấy là nó tích lũy thôi. Bạn thấy là đây này, tích lũy thôi. Về mặt dài hạn nó cũng vẫn đang tích lũy thôi, và những cái điểm mua đẹp nhất của VPBank đó là những cái khu vực mà về 25 này. Mình thấy là đây là những khu vực 25, tại vì chúng ta nếu mà nó mất đi những cái vùng này thấy nó chỉnh cũng khá sâu về dưới tầng, có thể là nhúng dưới 25 luôn, nhưng mà đó là dài ha, dài mặt dài, tại vì nếu mà thị trường chỉnh về 935 thì thấy là những cái cổ phiếu này nó mới có cơ hội nó về đó, còn bây giờ thì chưa đâu, mình thấy là vẫn chưa, nó phải có một cái đợt hồi phục trước cái đã, thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn những cổ phiếu này đó. Và tiếp theo là công thương đúng không, thì bạn thấy không, đây là công thương, là cổ phiếu này rất rõ là nó cũng chỉnh về, và mình thấy là cái cơ hội của công thương là những cái cổ phiếu nó rút chân như thế này thì nó nếu mà có những cái nhịp chỉnh sâu á, bạn cứ nhặt dần thôi, chỉ thấy là cho các bạn nhặt thôi, và cái cơ hội tốt hơn thì nó có thể lên được những cái vùng 30, 30, 31, 30, 31, và ngắn hạn thì nó có thể chạm vào những cái vùng 28, 29 này đó, 28, 29 này. Cho nên là mình thấy là nếu mà được thì mình có thể nhặt ở phía dưới này, mình đừng có nhặt mua những cái vùng giá mà nó hưng phấn, đừng có mua này cái lúc mà nó tăng cao này đúng không, mình chỉ mua những lúc mà nó điều chỉnh thôi. Nhưng mà bạn thấy là khi mà rung lắc đi lên như thế này thôi đó đó, nhưng mà cái độ hưng phấn của cổ phiếu này nó lại đi xuống và người ta không còn mặn mà mặn mòi với cổ phiếu này hết, mà bạn thấy là cái độ mà chán thì cổ phiếu này nó có luôn, đi xuống đó. Thì nó đi xuống đây thì người ta là nó bắt đầu cảm giác chán, người ta sẽ cảm giác chán với cổ phiếu này đó. Thì khi mà có những cổ phiếu mà cảm giác chán thì chúng ta lại mua vào, thì các bạn thấy là những cổ phiếu hưng phấn thì có thể là chúng ta không ăn được, tại vì như nãy mình chia sẻ với các bạn những cổ phiếu mà về như hóa chất, phân bón, thủy sản, cảng biển, thì những cái cổ phiếu đó nó có những cái gọi là mình cảm giác là nó phân kỳ về mặt trong cái mặt dài hạn quá thì mình rất là lo đúng không. Nhưng mà khi thị trường, nhưng mà nhìn nhận lại thì mình có khi thị trường điều chỉnh thì chúng ta lại chăm chăm vào những cái cổ phiếu kia quá, chúng ta lại bỏ qua những cổ phiếu này, tại vì những cái cổ phiếu nó kia, những cái cổ phiếu mà về mặt cổ phiếu vô rồi các bạn, nó cũng về những cái hỗ trợ đó, và những cái dòng chứng khoán chẳng hạn nó cũng về dựng lại nhanh hơn đó, thì đâm ra mình bị bỏ lỡ những cái cơ hội kia đó, những cái cổ phiếu kênh trên, những cổ phiếu mà đang có giật sóng mình thấy được, còn thì bây giờ mình thấy là vẫn có sóng nhưng mà nó lại là không hấp dẫn cho bây giờ nha. Còn bây giờ thì chúng ta thấy là mình thấy là bây giờ những cái cổ phiếu đó nó không còn hấp dẫn nữa rồi, mình chỉ thấy hấp dẫn là những cổ phiếu này đó. Như ngân hàng thì mình thấy là ở cái đoạn này nếu mà có những cái nhịp chỉnh về loanh quanh là cái vùng 13 năm 14 này cũng được các bạn, thì cũng là cái cơ hội để cho các bạn nhặt vào đối với cái cổ phiếu SHB này cũng được đúng không. Đó, thì SHB này mình thấy là cái cơ hội nó cũng nó vẫn còn sáng, cho nên là khi mà nó về 13 năm 14 thì các bạn có thể nhặt dần đó, các bạn không mua được cái đoạn trước này thì các bạn có thể mua đoạn sau. Ok ở đây là mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn về những cái cổ phiếu ngân hàng, đó là một vài cổ phiếu ngân hàng thôi đó, chứ mình cũng còn các cổ phiếu ngân hàng khác thì mình chưa thấy những cái chung là cũng vẫn có như Vietcombank hoặc BID chẳng hạn đó, còn những cái cổ phiếu nhỏ như ABB rồi An Bình Bank rồi đó, những cổ phiếu nó nhỏ thì mình trong giai đoạn khó này thì mình sẽ chọn những cổ phiếu nó mang tính chất tích cực hơn, những cổ phiếu còn mang tính chất đồng ngành hơn đó. Rồi cái dòng chứng khoán thì mình vẫn ưu tiên cho các bạn về những cái dòng đó thôi, và mình cũng muốn nói mà cho các bạn về dòng thép đúng không. Thì dòng thép như ở đây thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn, nó có thể là như ở đây bạn thấy là
về nhóm ngành này thì nó không có thể rõ ràng là test đáy nhau, nhưng mà cổ phiếu Hòa Phát thì bạn thấy là test đáy này. Đó. À, có phân kỳ không đó, cái phân kỳ này thì chúng ta có mấy đoạn rồi các bạn đúng không, thì ở đây nó cũng chắc chắn bảo đảm, thì cho nên là tại sao mình chia sẻ cho các bạn có thể là canh mua và bắt được những cổ phiếu này. Và trong mặt dài hạn thì mình thấy là nó vẫn có thể về lại sâu ở những cái vùng giá 30, nhưng đoạn này thì mình chưa thấy điều đó xảy ra. Có nó phải đáng đáng lẽ ra nó phải có một cái nhịp hồi cái đã rồi nó chỉnh nữa hay không thì chúng ta sẽ tính sau đúng không. Thì trước tiên thì những cái cổ phiếu này nó sẽ có một cái nhịp hồi, và các bạn thấy là về nền tảng cơ bản của Hòa Phát là rất tốt đúng không. À, mình có những cái phân tích cơ bản về cái cổ phiếu về Hòa Phát đúng không ạ. Thì đối với Hòa Phát thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn như thế này, là bạn thấy là sản lượng sản xuất tiêu thụ của Hòa Phát rất là khả quan đúng không. Bạn thấy là các tiêu thụ về kim loại trong quý 1 này vẫn tăng trưởng tốt này đó, thì trong đó có thép xây dựng của Hòa Phát tăng trưởng đến 57 đó, tăng trưởng gọi là 57% so với cái quý trước luôn mà, so với cái quý năm trước đó, tính theo mà năm trước đó mà. Rồi ống ống thép này vẫn tích cực nha mày, tăng trưởng 18% nếu mình tính so với quý trước đó, mình so rồi lượng tôn mạ vẫn tăng trưởng 43%, và cái quy mô mà chúng ta thấy là cái chuỗi giá trị và vi mô sản xuất đó, là cái Dung Quất 2 sẽ bắt đầu khởi công vào năm nay, vào năm 2022 này. Bên cạnh đó thì mình thấy là Hòa Phát sẽ có kế hoạch sản xuất container, rồi phát triển bất động sản, điện máy gia dụng đó, nhằm mở rộng cái chuỗi giá trị này luôn các bạn. Đồng thời là bạn thấy là kế hoạch xây dựng đầu tư của Dung Quất 3. Bạn thấy là nãy trong cái những cái mà chúng ta thấy là đối với Hòa Phát là thấy là cổ phiếu đồng ngành nó sẽ rất khác đó, và cái rủi ro mà chúng ta thấy là về những cái định giá này có thể thay đổi, là bạn thấy là về căng thẳng chính trị này giữa, hoặc cái chiến tranh của Nga Ukraine chưa có hồi kết nè, bây giờ chiến tranh Nga Ukraine vẫn chưa đến hồi kết, và cộng thêm là những cái chính sách mà sản xuất tiêu thụ thép từ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến những cái biến động của giá thép và nguyên liệu đầu vào. Đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý thôi. Còn về những cái mà em thấy là những cái cơ bản thì hiện tại thì Hòa Phát vẫn tăng trưởng, và thấy là một cổ phiếu vẫn tăng trưởng, nhưng bạn thấy là sự kỳ vọng người ta là như Chủ tịch Long có nói, thì trong tới quý 2, quý 3 này các bạn sẽ thấy rất rõ thì ngành thép sẽ rất khó khăn đúng không. Thì cho nên là cổ phiếu này cứ cắm đầu thôi, nhưng mà mình thấy là cái cơ hội ngắn hạn trước cái đây đúng không? Đó. Còn về mặt dài hạn thì các bạn thấy là những nhà đầu tư dài hạn thì ở đây là thật ra thì đây là những cái điểm mua đó các bạn đúng không. Nếu các bạn là nhà đầu tư giá trị và những cái nhà đầu tư thì những cổ phiếu này đó dài hạn á, thì đây là những cái điểm mua này, những cái điểm mà về 30 này, 33 đúng không? Đó, về 33 này, về những cái vùng dưới 29 thì đó là một cái điểm mua rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Tại vì sao bạn thấy là, thứ nhất là bạn thấy là có những cái sự test đáy này hay không, nó hay đáy hay không. Đó, và ở đây nếu mà tạo ra bạn thấy là cũng có bắt đầu là có xác nhận có phân kỳ đúng không? Và nếu mà nhìn về ETF và những cái tâm lý thì bạn thấy là đây rất hoảng loạn đối với lại Hòa Phát, và cái tâm lý rất cùng cực đó. Và nó có một cái là nó là ngay những cái vùng hỗ trợ này, dù đóng nến đang mất đi cái hỗ trợ ở cái vùng 338 đúng không, nhưng mà ở đây thì nó vẫn mình chưa xác nhận là phá phá hỗ trợ này, nó vẫn có cơ hội bật lên lại. Thì bạn chờ xem tuần sau, thì đây thì mình cũng nếu tuần sau bật lên thì bạn trên 338 thì các bạn có thể vào sau, nhưng mà các bạn thể lúc đó là bạn vào sau hai phiên so với mình chia sẻ cho mọi người đúng không. Nếu các bạn không mua được những cái vùng này thì bạn có thể chờ vùng này đúng không, tại có thể test đáy lại là cũng là cơ hội thôi. Ok, thì các bạn có thể nói chung là vào sau nhưng mà nó vẫn an toàn, mình thấy nó vẫn an toàn hơn so với những cái cổ phiếu đang nằm ở trên đỉnh kia các bạn. Rồi những cái cổ phiếu như Hoa Sen đây mình thấy là cũng đang có những cái tích lũy nền đúng không. Đó thì mình thấy là cái cơ hội của cái dòng thép nó sẽ rất lớn hơn đó. Thì bạn thật các bạn nào mà yêu thích dòng thép thì các bạn có thể là dù là các bạn rất là không thích về Hòa Phát tại vì rất là nặng mông, nhưng mà mình thấy là mình chia sẻ một chút nha đó. Vì các bạn thấy là về những cái cổ phiếu mà nó nặng mông như vậy á, nhưng mà thực chất thì đó là những cái ông lớn, những cái ông lớn đó thì nó cái cổ phiếu nó quốc dân
cho nên là khi mà nó lên thì người ta bán mà xuống thì sao lại mua, cho nên là nó rất là chậm. Nhưng mà khi mà nó chưa có sóng thôi thì những cái cổ phiếu đó thì nó mới có những cái dòng tiền lớn vào, và về đường đi đường dài thì thấy là cái rủi ro về doanh nghiệp á, đường đi thì cổ phiếu hiện tại nó biến động về thị trường thì những cổ phiếu này nó rất là nhẹ hơn. Còn những cái cổ phiếu như Hòa Phát bạn thấy là giao dịch lần 20 mấy triệu cổ một phiên đó, rồi như vậy thì nó rất là khó để cho các bạn nó chạy được. Nhưng mà nó về cơ bản về doanh nghiệp á, thì lại đang là những cơ cổ phiếu mà nó gọi là đường lâu đường dài á, thì nó mới là hiệu quả hơn, hiệu suất của nó sẽ tốt hơn so với những cái chung với cái nhóm nhóm ngành đó. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về nhóm ngành thép. Rồi chứng khoán thì như nãy mình nói thì nó cũng là một cổ phiếu, những cái dòng mà nó mang tính chất là tính chất thị trường ha. Cho nên là đoạn này thì nó sẽ biến động theo thị trường thôi, chứ nó cũng không quá đột biến. Thì các bạn có thể là chọn những cổ phiếu đầu ngành như là SAI, đúng không? SAI rồi như VND. Nếu có điều chỉnh nha, thì mình như mình cũng đã nhận định với mọi người, nếu có điều chỉnh thì về những cái vùng hỗ trợ này như 23 23 23 235 23 235 thì các bạn cũng có thể là xem xét được đối với VND. SAI thì mình nói là các bạn có thể là quan sát ở cái vùng 28 29 này cũng là ok. Rồi VCI, đúng không? VCI, SHF đó, thì các bạn có thể lựa chọn rất nhiều cổ phiếu và dòng chứng khoán. Thì chúng ta biết là thị trường này nó chiết khấu là tốt rồi, các bạn đừng đừng chọn những cổ phiếu mà cuối ngành, đúng không? Thì chúng ta cứ chọn cổ phiếu đầu ngành thôi, những cổ phiếu mà chứng khoán đầu ngành thôi đó, các bạn chọn cổ phiếu đầu ngành thôi đó. Thì có những cổ phiếu dòng chứng khoán như AAS rồi, các bạn thấy là nó cũng, bạn thấy là cổ phiếu mà SI mà nó về ở dưới đây, mà cổ phiếu mà như thế này mà nó vẫn nằm ở trên đây nữa, các bạn thấy không? Vẫn nằm giá 25 mà SI bạn thấy là nó chiết khấu rất rất đã, HCM chiết khấu rất tốt và cái giá của nó vẫn thấp hơn so với AS nữa bạn. Rồi FTS thì bạn thấy là cổ phiếu tăng nóng bao nhiêu thì nó khi nó giảm mạnh bấy nhiêu thôi, đúng không? Đó, cho nên là các bạn cứ lựa chọn đầu ngành các bạn. Đây là công ty chứng khoán FPT. FTS nữa. Ok, thì tóm lại thì mình cũng nên có những cái chia sẻ cho các bạn cần cẩn thận so với những cái nhóm ngành phân bón, đúng không? Thủy sản, cảng biển, rồi những cái dòng hóa chất, bạn có lưu ý thôi. Còn dầu khí thì mình thấy là chưa, dầu khí thì đối với những cái dòng này thì mình thấy là nó đang trên những cái vùng đỉnh, thì ở đây vẫn có khả năng nó test đỉnh rồi. Test đỉnh là của dòng dầu khí thì mình thấy là chưa có cái dấu hiệu gì nó có thể phá đỉnh hết, chưa thấy là gì nó phá đỉnh hết, thì nó gần đỉnh như này thì ta chỉ cầu mong nó về đỉnh thôi. Và những cái cổ phiếu dầu khí bây giờ như Bình Sơn thì nó cũng là gần đỉnh, quá đỉnh rồi bạn, gần quá gần những cái vùng đỉnh, cho nên là mình thấy là cái rủi ro của nó khá là nhiều, cho nên là mình cũng không có còn kỳ vọng gì nhiều đối với cái dòng này, trừ khi những cái dòng này á, nó mà vượt đỉnh á, đúng không? Thà nó vượt đỉnh luôn mà, vượt đỉnh rồi nó test đỉnh á, thì chúng ta thấy là ok. Còn đây những cái đỉnh này thì bây giờ thì một là chỉnh sâu thì mình có cơ hội hơn, thì chúng ta thấy là gần như nó tích lũy là trong cái mặt dài. Ok, chỉnh sâu thì chúng ta sẽ chờ để mua, còn mà nó test đỉnh vượt thì vượt hẳn đỉnh luôn, vượt những cái vùng đỉnh đỉnh đấy luôn mà, thì mình sẽ vào. Vượt hẳn đỉnh mà test lại mới vào, chứ không phải là vượt đỉnh là vào liền đó, mình để test đỉnh mình hãy vào. Chứ bây giờ các bạn vào ở đây thì nó rủi ro cho các bạn ha, không 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 có hấp dẫn đâu. Ok, thì đó là mình nhìn nhận cho các bạn về index. Index nó phải cần có một cái nhịp hồi thêm đó, đoạn này thì chưa hồi hết, thì chúng ta thấy là nó sẽ luân chuyển theo các nhóm ngành khác. Còn mà để tăng lên đây thì phải cần có những cái nhóm ngành chính, cổ phiếu vua, có thể là cổ phiếu vua đó bạn, cổ phiếu vua là ngân hàng, thì mình thấy là còn cơ hội, thì các bạn có thể lựa chọn bốn cổ phiếu như mình chia sẻ: MBB, VBank, CTG, SHB, những cái dòng thép Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim thì bạn có thể lựa chọn ha, Hòa Phát và những cổ phiếu FMC nữa chẳng hạn cũng là ok để cho các bạn lựa chọn trong những cái vùng này. Nó vẫn đang tích lũy nè mày, ok nha. Rồi thì cuối tuần thì mình cũng chúc cho các bạn, các anh chị vui vẻ bên gia đình và người thân, và cũng vững tin vào thị trường để có những cái cơ hội hồi phục tiếp theo đó. Và nếu mà thị trường đạt tới những cái vùng mà
340, 380 đó, thì lúc đó thì các bạn nên cần lưu ý và cẩn trọng hơn đó. Và chúng ta có thể là ở lúc đó các bạn có thể là thoát ra hoặc là đứng ngoài thị trường để chúng ta quan sát và chờ có một cái nhịp chỉnh trở lại để chúng ta vào nha. Thì vì cơ bản thì các bạn thấy là thị trường nó đang mình tính theo cái nhìn đó là thị trường nó đang tích lũy trở lại và nó sẽ dao động rất khó khăn trong cái năm 2022, và đến phải mình thấy là phải tới giữa năm 2023 thì cơ hội sóng lớn hoặc sóng mới của index chúng ta mới có đó. Còn giai đoạn này chúng ta cứ gọi là mua thấp bán cao và mua khi index chỉnh sâu và bán ở trên những cái vùng cao, và chúng ta coi những cái vùng kháng cự phía trên đó. Khi bạn nhìn nhận được thị trường thì bạn sẽ vững tâm lý hơn. Và quan trọng mình thấy là vẫn cái quan trọng nhất đó là cái cách đi tiền và cái cách phân bổ dòng tiền của các bạn vào lúc mà thị trường nó điều chỉnh hoặc là như thế nào đó thì các bạn sẽ hiệu quả đó. Còn các bạn mà chưa biết làm sao mà hiệu quả và cách phân bổ dòng tiền thì cứ liên hệ với mình, để mà khi mà mình thấy được cái tài khoản của các anh chị và các bạn đó, thì mình sẽ chia sẻ nó rõ ràng hơn. Ok nha, cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Các bạn thấy hay thì nhớ like và nhớ share giúp mình cái clip này đó, và có thể là comment lại về những như để chúng ta có thể tranh luận với nhau và những cái nhóm ngành hoặc là những cái phân tích của mình đó, và cũng như là cái cổ phiếu mà các bạn và các anh chị quan tâm thì có thể comment lại phía dưới cái clip để mình chia sẻ thêm đó. Hoặc là những cái comment của mình ghi bên phía trên nó có những cái room các bạn có thể join vào đó, hoặc là các bạn có thể là chuyển ID hoặc là mở tài khoản với mình mới ở SI hoặc ở VBS nha. Đó thì các bạn có thể liên hệ với mình, alo mình sẽ chia sẻ thêm VBS hoặc là SI, có thể mở tài khoản mới hoặc là chuyển ID. Thì khi mà bạn như vậy thì có thể là mình sẽ hỗ trợ cho mọi người, và các bạn có thể là vào những cái room của ITB đó, vào cái room ITB để cho các bạn các anh chị có nhận được những cái tín hiệu tham khảo đó. Và cái đó bạn thấy là mua bán và cũng là gọi như là canh cho các bạn mua cổ phiếu đó, khuyến nghị mua thì có những cái điểm chốt lời và điểm cắt lỗ thì các bạn cứ tuân thủ theo những cái tín hiệu của anh em, để cho và gần như là những cái tín hiệu đó sẽ được canh bởi một người đưa lệnh trên câu lạc bộ, và có thể là các bạn cứ không cần phải làm gì, đúng không? Đó. Như vậy thì sẽ hiệu quả cho các anh chị, và có thể là mua tràn lan đó, thì chúng ta có thể quản trị tốt đối với cái tài khoản của mình. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai để chúng ta gặp nhau lại nhau vào lúc 10 giờ 15 hàng ngày đó, để từ thứ hai thứ sáu nha, để mình có những cái cổ phiếu tích cực thì mình sẽ chia sẻ thêm đó. Còn hôm nay thì mình vẫn khuyến nghị cho mọi người về những cái cổ phiếu về như ngân hàng, chứng khoán và dòng thép, và có thể là nãy mình chưa chia sẻ mọi người về dòng bất động sản nữa ha, nhưng mà thứ hai nếu có thì mình sẽ chia sẻ thêm đó. Thì về bất động sản thì mình vẫn kỳ vọng là những cái bất động sản khu công nghiệp nha. Đó, thì chắc mình sẽ làm clip tiếp theo cho các bạn về những cái đó. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.